Hello, mến chào cô chú anh chị. Chào mừng cô chú anh chị đã quay trở lại kênh YouTube của Tiến Vlog trong cái bản tin ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay Tiến lại tiếp tục cập nhật và chia sẻ đến cho cô chú anh chị thêm một số những cái thông tin mới nhất liên quan đến vụ việc mà tranh giành tài sản nhà của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Thì quý vị nhìn vào cái tấm hình mới được chụp ngày hôm nay, thì hôm nay là quý vị cũng biết rằng là đám giỗ của mẹ Bình Tinh, đó là nghệ sĩ soạn giả đạo diễn Bạch Mai, của chú anh chị ha. Trong đây thì những cái gương mặt chúng ta khá là quen thuộc. Thứ nhất là đến từ trái sang nè, có là nhà báo Song Minh, có chú Hữu Quốc, có anh Nguyên Vũ, có Hồng Loan nè, đặc biệt là có Thoại Mỹ nè, là có chú Kim Tử Long nè, có Bình Tinh nè, và cô này thì như em quên mất tên rồi. Thì em nhìn vào tấm hình này á, thì em lại nhớ một cái câu nói của cô Ngọc Huyền đã từng nói: nghệ sĩ chúng tôi nếu mà ai mà không sống mà bất hiếu á, nói chung là sống bất hiếu thì chúng tôi sẽ không có tiếp xúc, chúng tôi sẽ không có giao lưu. Vậy là quý vị thấy ngày hôm nay là họ nói rằng là Hồng Loan là đứa con bất hiếu, Bình Tinh là đứa con bất hiếu. Vậy tại sao những người nghệ sĩ, những người này cũng coi là những người bạn, những người tri kỷ, giống như những cái người diễn, cũng giống như là cô Thoại Mỹ nè, là cái người mà gọi là bóng hồng bên cạnh chú Vũ Linh, và cũng là cái người mà rất là nhiều những video là chăm sóc lo lắng cho chú Vũ Linh từ lúc mà chú bệnh tới giờ, đúng không cô chú anh chị? Đó, và chúng ta thấy rằng rõ ràng là họ vẫn chụp hình kế bên cạnh Hồng Loan và Bình Tinh. Vậy điều này nói lên, chứng tỏ điều gì? Nếu mà Hồng Loan và Bình Tinh mà là bất hiếu á, thì chắc chắn rằng là những nghệ sĩ này họ sẽ không đứng ở cạnh, cũng không dám mà chụp hình đâu, sợ bị tai tiếng cô chú anh chị. Mà ngày hôm nay quý vị thấy tấm hình này thì quý vị đã hiểu được điều gì, chứng tỏ rằng là cái việc mà mẹ con của cô Sáu và những người khác đồn Hồng Loan là bất hiếu, hay đồn là chú Vũ Linh từ Hồng Loan, đó là những cái thông tin mà sai sự thật, mà chính là những người bạn, là những người em, những người đồng nghiệp của chú, họ còn không tin vào những điều đó mà. Đó. Và em nghĩ rằng á, là với cái sự thân thiết đó thì họ biết được tất cả những cái điều trong cái câu chuyện này, nhưng có người á, thì họ chọn họ đứng ra họ nói, nhưng mà có người á, họ chọn họ im lặng để mà họ ủng hộ. Và cái tấm hình này đây là chúng ta thấy được rất là nhiều, đúng không? Quý vị thấy từ đầu cái drama nổ lên tới giờ thì quý vị thấy có một người nghệ sĩ nào mà đứng ra bảo vệ mẹ con cô Sáu không? Trừ 11 người, 11 người là trong mà cái nhóm mà Hồng Loan là yêu cầu là sao kê đó, họ đứng lên họ bảo vệ, họ binh vực nhau thôi, chứ thật sự ra là không có một cái nghệ sĩ nào đứng lên. Nếu thật sự ra Hồng Loan chỉ đúng với 50-50 thôi đó, thì em nghĩ rằng á là cũng không đông anh chị nghệ sĩ mà ủng hộ Hồng Loan vậy đâu, mà cũng sẽ có người ủng hộ mẹ con cô cháu gái. Nhưng mà vì thấy đó, từ tới hiện thì hầu như là những cái người bạn, những người thân thiết trong tấm hình này còn thiếu ai? Còn thiếu Linh Tâm nè, còn thiếu là Linh Tý nè, con của Linh Tâm nè đó, rồi còn thiếu là Ngăn Tuấn nè, Ngăn Tuấn cũng có đến luôn đó, nghệ sĩ Hồng Sáp nè đó, và rất là nhiều những anh chị em nghệ sĩ đó, những bậc mà học trò của cố nghệ sĩ cũng có mặt nữa. Nhưng mà chỉ đại diện tấm hình thôi thì chúng ta hiểu rằng đó, là mọi người luôn hướng giống như là đang đứng về phía Hồng Loan, nhưng mà có điều là mọi người chọn cách im lặng không xen vào gia đình thôi, đúng không cô chú anh chị? Đó, thậm chí con của nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long là chị Mai Ca cũng đã lên tiếng, cũng giống như là bảo vệ, cũng nói hết cái sự thật về mẹ con cô Sáu như thế nào rồi. Và vấn đề chính mẹ con cô Sáu đó bây giờ là, một là đi sao kê để chứng minh cái sự trong sạch của mình, hai là từ bỏ cái việc mà đi kiện tụng để mà tranh giành tài sản, thì mới mong được mọi người chấp nhận lại, cũng giống như là có đường lui thôi, còn cố chấp thì trở thành quá cố, đúng không cô chú anh chị? Đó, thì một tấm hình này đã nói lên tất cả ha. Đó, thì khi mà nhìn vào cái giỏ quà này nè, quý vị thấy so sánh như thế nào? Bên trái là giỏ quà của Hồng Loan, hai cái giỏ quà bên phải là của cô Sáu. Quý vị gửi tới nghệ sĩ Bạch Mai, đáng tuổi là chị mà là cô Sáu là một cái người lớn, mà là em gái của cố nghệ sĩ, mà để trong cái tựa đời như thế này nè: cô Sáu Hắc Nhung gửi chị Mai, xưng với gửi một món quà cho một cái người, một cố nghệ sĩ mà tự xưng là cô, vậy là cô của ai, đúng không cô chú anh chị? Còn bên đây nè, giỏ quà thứ hai nè, em Vũ Linh gửi chị Mai,
Quý vị thấy không? Cái người có tâm với cái người không có tâm là khác nhau. Quý vị thấy tất cả những nghệ sĩ á, người ta đi giỗ quà đều nói là một á, là tưởng nhớ hoặc là kỷ niệm hoặc là như là những cái tấm hình mà lễ giỗ của nghệ sĩ Bạch Mai dành những câu từ rất là hoa mỹ, rất là đẹp. Còn cô Sáu những viên cọc lóc. Mà đối với cái người đã khuất một họa sĩ bằng cô nữa thì em nghĩ rằng là cái tinh thần của cô Sáu giờ đang có vấn đề rồi cô chú anh chị, thấy không? Đó, thà mình đừng đi thì ta không nói gì, còn mình đi với cái kiểu này giống như là đi dằn mặt, đi cho có vậy thôi. Thì thật sự ra không biết là đi làm gì ha cô chú anh chị ha. Giống như Hồng Loan nữa, vì thấy không? Có giỏ quà đẹp nữa không? Gia đình cố nghệ sĩ Vũ Linh, con gái ba tượng nhớ má. Đơn giản vậy thôi nhưng mà đầy đủ ý nghĩa. Thì bạn Như Quỳnh có chia sẻ một cái bài như thế này: vì bài viết của cô quá hay nên tôi phải liên tục hai bài gửi đến cô đây, cô 20k à. Nói về cái cô nhà báo mà Nhị Bình đó cô chú anh chị, thì em đọc cho cô chú anh chị nghe nha. Cô bảo không rút lại lời nói làm con mà không có thương cha, không lo cho cha đâu nha, có cái cảnh quay bóp chân gì đó cũng không rút lời nha. Trả lời là rút hay không là kệ cô, ai thèm cô rút. Người như cô thì tôi quá rành rồi, có nhận được đúng sai đâu mà rút. Cô biết nói con người ta bất hiếu không lo cho cha, không thương cha, đây là đoạn clip chứng minh con người ta lo cho cha nha cô. Mở con mắt to lên để mở comment lên gửi cho đặng tôi vả vào mặt cô. Cô lớn rồi ăn nói cho chuẩn giùm, chuyện có nói có, không nói không, chuyện nào không biết nhớ ngậm cái mồm lại, mà lấy mắt để nhìn, để quan sát, lấy tai để nghe, lấy tim để cảm nhận. À tôi quên, cô có để chân chứ nào biết lấy để dùng. Cô bảo giả chăng góc quay nhìn là biết đang diện, cái kiểu nhìn trực diện vô máy quay càng lộ rõ ý đồ cố tình quay để thực hiện âm mưu. Cũng là người khác bóp chân mà góc quay nó khác hẳn, cho thấy rõ chẳng ai diễn, chẳng ai có ý đồ gì. Trả lời cô đang vả vào mặt đồng đội của mình, chắc chắc cô có biết không vậy. Người quay clip là cô H, người quay clip Hồng Loan bóp chân cho chú là cô HB. Vậy cho tôi đặt một câu hỏi, cho tôi đặt ngược lại một câu hỏi, HB quay với ý đồ gì? Quay kỷ niệm hay quay để làm chứng có người cho con người ta diễn? Quay kỷ niệm hay để làm bằng chứng nói con người ta diễn, thực hiện âm mưu như lời cô nói? Nếu xét về khúc này phải hỏi người quay đang có ý đồ gì thì đúng hơn đấy à, vì Hồng Loan là người bị quay chứ không phải là người chủ động quay. Tôi nhớ không lầm thì phía bên đồng đội của cô cũng đã từng đưa ra một đoạn clip về người bạn thân của chú cũng đăng lên là bóp chân cho chú. Người bạn thân mà tôi nhắc đến đó là chú sạc pin đấy, và chú ấy vừa bóp vừa quay, chú sạc đang nói thế chủ động quay, chú sạc đang ở thế chủ động quay. Vậy xin hỏi chú ấy quay với ý đồ gì? Cô cầm clip thì cứ mở lên comment lên tôi gửi cho cô xem. Nói về giả tạo, vậy chú sạc và HL ai giả tạo hơn ai? Một người bị quay và một người chủ động quay, nhờ cô và mọi người trả lời hộ tôi một cái. Cô bảo thương lo cho bạn, lo nó là bản chất ở những giây phút cần sự hy sinh là dài lâu chứ không phải ở một cảnh diễn giả tạo, một hành động đơn giản ai cũng làm được, cho dù là người dưng chứ đừng mang danh nghĩa là con cái. Trả lời khúc này cô nói đúng, chúng tôi nhìn rất rõ sự hy sinh của Hồng Loan, sự yêu thương thật lòng của cô ấy dành cho cha của mình nên không cần cô nói. Cô biết sao chúng tôi nhìn ra không? Vì chúng tôi cũng là những người con người yêu thương cha mẹ mình thật lòng nên chỉ nhìn vào cử chỉ, hành động, lời nói của ai đó sẽ đoán biết được ít nhiều về con người đó. Cái gì nó xuất phát từ trái tim thì sẽ chạm tới trái tim và hàng triệu con tim chúng tôi cảm nhận được. Đổi lại với những cái con người sống diễn giả tạo, chúng tôi cũng đã thấy nhìn thấy họ diễn dở đến như vậy sao? Chúng tôi không nhìn ra cho được. Họ diễn dở đến như vậy sao? Chúng tôi không nhìn ra cho được. Và chúng tôi đang cho họ biết rằng chúng tôi đã thấy họ diễn giả tạo rồi. Dừng lại càng làm càng lố, càng cho thiên hạ cười mà thôi. Còn cô 20k, cô nhìn thấy gì? Sao cái thấy cô ngược lại xã hội vậy? À tôi quên, cô có cái để trưng chứ không biết dùng. Thì đây là bài viết khá là hay ha, nó trực diện vào cái bà 20k ha. Thật sự quý vị thấy không?
Chúng ta có thể thấy rằng là cái bà 20K này, thứ nhất nè, là một nhà báo á. Mình nói cái gì là nó phải có cái uy tín và có danh dự của mình. Mình nói rằng là Hồng Loan không có thương ba, không lo cho ba chú Linh Từ, và không cho một cắt nào khi mà mất. Vậy những hình ảnh, những video cô giải thích giùm tôi là tại sao là những năm gần đây, và đặc biệt là cái video vừa xuất hiện rằng Hồng Loan bóp chân cho ba, nếu mà có nghệ sĩ Vũ Linh từ Hồng Loan rồi, Hồng Loan không thương cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh thì làm gì bóp chân. Mà ở đây á, không phải là Hồng Loan là người chủ động quay, mà cô cháu gái quay, và sau đó thì bị người ta cắt ra, người ta thấy người ta cắt ra, chứ không phải là Hồng Loan. Vậy là đã, ai là người diễn đây, đúng không? Và tính là cô tát cái mặt mình, cô nói rằng là chú Vũ Linh từ Hồng Loan. Ủa nếu mà từ Hồng Loan rồi không cho về nhà nữa, chính miệng cô nói là không cho về nhà nữa, thì làm gì mà cho bắp chân, đúng không? Đó, bởi vì cô tự cô vả vào mặt mình. Quý vị thấy không? Và cái việc mà cô nói là từ đầu tới giờ, cô nói đây là bài viết cuối rồi, rồi được vài ngày cái là tiếp tiếp vài bài nữa là cuối, thì cái chuyện mà ăn nói hai ba lời đó là chứng tỏ bản chất của con người nó như thế nào rồi, đúng không cô chú anh chị? Đó. Và chúng ta sẽ tiếp tục đến với một cái thông tin. Thì trước khi vào thông tin thì đây là tấm hình mà của anh Nguyên Vũ đăng lên ha. Chúng ta thấy nè, nhìn thấy rất là đẹp ha, cô Thoại Mỹ nè, Nguyên Vũ, Hồng Loan nè, Bình Tinh nè. Đó. Đây. Có một bạn này bình luận như này cũng hay, em cũng muốn chia sẻ đến cho cô chú như vậy. Ủa Ve ơi, sao Ve có nhiều ghi âm, có nhiều video, thậm chí ghi âm cất giấu 10, cất giấu tặng 10 năm trời vẫn đem ra sử dụng, sao Ve làm được hay vậy? Mấy cưng quá trời hình ảnh, nào ôm, nào hung, ăn cũng quay, nhậu cũng quay, chỉ có đi ị là cưng không quay thôi. Mấy cưng quay tới quay với mục đích gì ai cũng biết hết rồi. Mấy cưng xấu tính thật sự luôn đó. Con nhỏ nó không biết tính toán giống Ve đâu, cũng không đủ thủ đoạn giống Ve đâu. Nó không biết mưu mô, không xài đạo đức giả, cũng không biết diễn giống Ve, nên nó không cần phải quay phim hay ghi âm trộm gì đâu nè. Tại có video này bị đối tượng xấu nó ém á Ve, nên muốn đăng lên chút xíu để lập vô, để đập vô cái bản mặt xạo lò của Ve với thằng áo vàng đó Ve. Cái thằng áo vàng đứng trước bàn thờ chú Năm hả họng la làng vu khống con nhỏ không chăm sóc cho cha ngày nào, Ve còn nhớ không? Chứ chị nói thiệt, mấy cưng giờ chỉ có cách dạy đành đạch vì tức thôi, chứ mấy cưng làm gì được con nhỏ đâu nè. Con nhỏ bây giờ làm chủ rồi đó cưng, là con hợp pháp có giấy tờ rõ ràng luôn rồi đó. Còn vụ cái áo bông con nhỏ mặc, Ve nói là của Ve, ừ thì là của Ve, có ai cãi đâu. Cái áo bông mặc nhà rẻ tiền không có gì giá trị thì hết Ve ơi, nhưng vì cái áo rẻ tiền cho mượn tạm mà Ve cũng muốn khịa con nhỏ, thì giá trị của Ve thua cái nùi dẻ của chị lao nhà nữa đó. Cái gì của Ve nó cũng giá trị hơn bản thân Ve hết. Hết Ve ơi, nhưng vì cái áo rẻ tiền cho mượn tạm mà Ve cũng muốn khịa con nhỏ, thì giá trị của Ve cái nùi dẻ của chị lao nhà nữa đó. Cái gì của Ve nó cũng có giá trị hơn bản thân Ve hết hé. 8 triệu và 200 đô đến cái áo thun cũ mềm mà Ve cũng xem nó là nhân phẩm của Ve luôn á. Thế mà ngược lại tiền bạc tài sản của người ta, Ve muốn lấy hết trơn vậy đó à. Mất 8 triệu 200 đô mà mẹ Ve đã nhảy dựng, vu khống con người ta, quất cái đơn hình sự kiện con người ta đi tù. Giả sử lon vào vai của Ve, nó thâu tóm hết tiền bạc tài sản của cha mẹ Ve, chắc Ve cho nó đi tù rục xương từ lâu rồi đúng không? Tính ra nhỏ lon nó chưa kiện Ve lần nào luôn á chèn. Mặc dù nó bị mất nhiều thứ gấp mấy chục lần 8 triệu 200 đô của Ve luôn á, mà nó có hành động giống Ve đâu nè. Ve thấy Ve có cái tầm Ve ở đâu chưa? Tự biết chứ đừng để người ta nói thẳng ra mắc cỡ hết thôi. Ve đúng là thua dễ rách lao nhà thật đó. Khinh lắm nha, liêu liêu mẹ con Ve nha. Bài chia sẻ cũng rất là thật ha cô chú anh chị ha. Đánh thẳng vào trọng tâm luôn. Thì đây là cái bài mới nhất của bạn Lộc Vườn Cây. Nói về cái câu chuyện này em cũng muốn chia sẻ đến cho cô chú anh chị. Ha, đây thì chúng ta sẽ cùng nghe. Gửi phía bên kia và gửi bạn góc nhìn. Bạn góc nhìn bình luận trang mình
Không nhớ nguyên văn nhưng đại ý là sao tấn công người già, chị cô sáu, để pháp luật giải quyết đi. Và bài này trả lời cho bạn luôn nè. Tập hóa má bậy sau khi bị chưng ra ảnh màn hình điện thoại của tiệm bị vỡ. Y chang màn hình của anh LLH nha. À, thì đã dần đóng cửa và ra đời tiệm tạp hóa má năm. Tiệm má năm chưa đọc được bài nào, mình thì chị mày thì đã ra cô ba Canada. Tiệm má năm chưa đọc được bài nào, mình đã ra cô ba Canada và lộ nhóm kính quyền lực hoạt động bấy lâu nay, nơi tổng hành dinh này đưa ra các chiến dịch tấn công không chỉ Hồng Loan mà cả những người không liên quan, chỉ vì lỡ bên cạnh Hồng Loan động viên cô ấy hoặc lỡ làm rõ một số việc nào đó. Nhóm kính này có nick avatar giống hệt cô thêm bảy cháu gái, chồng cô cháu gái, con của cô cháu cơm con của thêm bảy. Quý vị thấy không, cô ba Canada cũng ưu ái dành riêng cho Lộc Vườn Cai một bài, nhớ không nhầm gọi Lộc Vườn Cai là bút máu ăn tiền để viết bài. Cô ba Canada không biết của ai nhưng đủ thân để lấy được hình ảnh HB mặc đồ ở nhà giống Hồng Loan mặc các clip ở bệnh viện, những gì chị thấy trong nhà có nên gom lại để gọi tắt là phe bên kia. Xin trả lời mấy bạn như thế này: phe kia đưa thông tin Hồng Loan là con bất hiếu không chăm cha, người ta đưa ra hình ảnh chăm cha mà HB quay chính để chứng minh là các bạn nói sai, thì các bạn lại đưa lên clip khác cho thấy nhiều người nữa cũng chăm sóc chú Vũ Linh. Trò của các bạn là trò trẻ con à? Có ai nói với có ai nói là cô Kim Nga ông sạc chưa từng chăm sóc chú Vũ Linh đâu? Hai, cái áo Hồng Loan mặc là của HB thật, vì nhà Hồng Loan ở tận nhà bè, không thể về nhà thay đồ khi chăm người bệnh tận Phú Nhuận hàng ngày và ở bệnh viện thì mượn đỡ mặc. Các bạn đã dùng từ vô ơn, các bạn dùng từ vô ơn sao nhân sinh quan của các bạn nhỏ mọn biến thái ở mức độ khó đó được. Kiện đòi lấy toàn bộ tài sản của người ta thì không thấy đó là to lớn, ở nhờ nhà cha người ta 2 năm trời không lấy đó là lớn, nhưng cho người ta mượn có bộ đồ thì bắt người ta phải nhớ ơn. Cũng giống như cái việc mà Bình Tinh mà nhờ cô cháu gái này chụp hình đó, cũng kể công nữa cô chú anh chị. Nhưng tính toán đến cái váy mua tặng con người ta, cái bánh pizza mua cho, lục tìm trong lưu trữ hàng trăm ngàn tin nhắn, chuyện đời thường trong 5-6 năm để tìm ra hai câu chuyện đó, tôi vừa phục vừa thấy thương hại cho các bạn. Sống và thể hiện như thế nào bảo thiên hạ ghét. Ba, chẳng lẽ lại đưa tiếp lên lời khai của HB ở tòa, trong đó đã biến đổi chuyện chú Vũ Linh cho cả gia đình HB về ở để không còn phải thuê lại trong mùa dịch, biến thành nhận thấy Vũ Linh mắc bệnh không ai chăm nom nên thấy việc đó về chăm nom cho ông và cho ông được sống vui vẻ trong tình thân gia đình. Cái vụ này thì quý vị cũng đã thấy rồi ha. Cái việc mà ai cũng biết rằng đó là chú Vũ Linh thấy mẹ con của chú gái vô gia cư không có chỗ ở mà trong mùa dịch này nữa, và cô chú gái chuẩn bị lấy chồng nữa nên mà mới cho, sợ bên chồng người ta khinh khi mới cho về ở, mà khi về ở thì lại biến rằng là thấy chú Vũ Linh mắc bệnh không ai chăm nom nên mới về để cho ông được sống vui vẻ nên mới chịu về, giống như chú Vũ Linh là chú Vũ Linh mời về vậy đó. Đúng là mỗi người một câu chuyện đúng không cô chú anh chị. Biến người ơn của mình thành người phải chịu ơn mình, có lẽ phe bên kia mới đủ trơ trẽn để làm như vậy. Góc nhìn bạn nói đừng tấn công người già mà cứ để pháp luật giải quyết, nghe câu đó bản thân tôi cũng nhìn lại mình, vì tôi thuộc người tử tế mà, tôi xóa bài đi để sáng mai xem lại vấn đề. Nhưng khi nhìn lại thấy người già mà bạn đề cập không làm thế, nếu dùng đến pháp luật thôi thì không có tập khóa má 7, má 5, cô 3, HHB, bánh tét, cái tâm thư bà soạn giả lên clip, không có chuyện kim cương kêu gọi bom hàng của Bi Thái Tử, không có chuyện các bạn lên bài chửi anh bác sĩ chỉ vì anh ấy nói một cái sự việc Vũ Linh ở trong phòng VIP chứ không phải ở trong điều kiện tồi tàn. Này nè, cái vụ này nè, bà 20k nè, tiếp tục này không, tử quả vô mặt mình không. Bây giờ bác sĩ cái nơi đó người ta cũng đã lên tiếng rồi, đúng không? Thay vì mình giả sử như mình không tin, mình không có, mình kiểm không kiểm chứng thì mình thôi mình bỏ qua đi. Còn cãi gống lên là nó phải đưa chứng từ, chứng cứ ra, rồi chụp hình này kia, ủa bà là ai mà người ta phải làm. Còn bà thích đó, thì đến bệnh viện nơi đó đó,
người ta sẽ cho bà xem những cái chứng cứ, chứ bà là ai mà tự nhiên cái là người ta phải đem đến hầu tại nơi cho bà, đúng không? Quý vị thấy không? Không có 6 lá đơn tố giác ra công an và 200 thư tố cáo vô căn cứ của cô Sáu. Không có những màn chửi cả chú Vũ Linh khi không được vào nhà. Khi ra ngoài mộ nói thân xác thối rữa, thì chút nữa em sẽ nói cái phần thân xác thối rữa này cho cô chú anh chị nghe nha. Giờ kể đến chiều chưa hết, phe bên kia người già mà bạn nói sử dụng các đòn nào mà yêu cầu người khác phải tử tế, đánh đánh dưới thắt lưng người khác nhưng yêu cầu người khác không được đánh lại mình. Quả thật, quả là luật số 67 chỉ phe bên kia mới nghĩ ra. Bài về cô Sáu chính là điều tôi muốn nhắc cô ấy. Hãy bình tâm lại trước khi mất kiểm soát hoàn toàn và trở thành tiêu đề để mọi người chế giễu cười chê. Đủ rồi, dừng lại đi, phía trước là đường cục. À, thì bạn Lộc Vườn Cây cũng nói ha. Thì bây giờ á, Tiến sẽ cho cô chú anh chị chúng ta sẽ nghe một cái khúc mà của một số những vị khán giả, người ta đến hâm mộ của chú, người ta nói về những cái lời nói của cô Sáu và cái bà lành chành bồn á tại mộ như thế nào vậy cô chú anh chị. Nó hơi nhỏ, cô chú anh chị chịu khó nghe giùm em nha. Nói thối rữa, những cái danh từ thối rữa đó để xài cho ai, mình không bao giờ mình nói trong Nói trong gia đình là không bao giờ nói lên điều đó, tại vì mình phải uốn lưỡi 7 lần khi mà mình nói những cái lời đó, đúng chứ không phải là kịp đua nói với ai, chứ không thể nói vậy được. nói người Vì thân mình mà nói như mình ở vậy. đây, mình ngày này 2 tháng 9 lên đây thăm mộ Vũ Linh. Mình là người ở thành phố Hồ Chí Minh, mình rất yêu nghệ sĩ, kể cả Thanh Điền, Thanh Sang, Thanh Kim Hoàng. Mình ở đây, mình gần gần đây mình cũng đã biết và đã gặp nhiều lần rồi. Thì nói với cùng thế này, cái tính tình của nghệ sĩ của mình á, thì rất là rộng rãi, tính tình của mình rất là hay, là ở chỗ là mình vì mọi người, nhưng mà thật sự trong gia đình thì nó coi mình như người ngoài. Đó là cái điều mà thường thường là thấy gì bản chất của con người thì tất nhiên là người ta chỉ không muốn gây lợi cho mình nhiều mà không bao giờ nghĩ đến cái hại của mình là gây cho người khác. Bây giờ ví dụ như chuẩn bị là ra tòa để làm tháng 9 này, nghe nói là ra tòa thì mình nghĩ là cả cái thế giới này hay cả cái nước Việt Nam người ta đều biết về vấn đề tin tức của bạn là cái người không có trung thực. Cái gia đình đó là nói cho cùng đó, là cái mức độ mà đi tới mà gọi là giày xéo lẫn nhau là cũng không làm cho mọi người vui thích đâu. Nhưng mà Ngày hôm qua anh thấy không? đó là mình cũng thấy em là trên mộ là nói những cái lời nói như vậy là anh bà nên mà cái cảm tính của bà, tại vì một phần đó vì Bà cờ không bạc nhiều phát quá, biểu gì hết, bà phát biểu có một câu bị ta chửi chết cho. bị cờ bạc nhiều quá. Ngồi đây, ngồi đây, ngồi đây, ngồi đây, ngồi đây. Rồi nói người ta thúi rửa chù em đi, mà cái ngực em nó nặng, nó bất mình mà nói kỳ cái tình cảm của con người đối với ông Vũ Linh là nó đất nước này. Mình nói ra nước ngoài cũng có và trong nước cũng có, dạ nước ngoài rất là đất nhiều nước luôn. nhé. Tính tình nghệ sĩ rất là vui vẻ, đạt yêu cầu của nó là thế Ông này, mà là mình phải hiểu là như ông Vũ Linh ông cũng siêu khiến cho bả. Cô đi, ngồi đây cô. Ngồi đây chị quay luôn. qua đây quay luôn chị nè. Quay quay cả luôn thế giới coi. Lột nghe giùm em một cái mặt của bả ra chứ. Chứ để đúng bả rồi. Cái nọt này cô qua đây này. Con Hồng Loan nó bị dính vô bẫy của bả là chết. Ngồi đây nghe đó. Cái máy nó mà chị biết không, em chỉ bức xúc đó. Bấy lâu nay là chính cái con phượng, con cháu là người dìu dắt nó từ lúc ổng còn sống. Bây giờ nó kêu nó nói ổng là LGBT. Vậy con nghe được không? Nó là đầu nêu á, dạ nó không biết gì về bây giờ nó công được nghệ. được chồng thì mất vợ, được con thì mất mẹ, được mẹ mất con, cái đầu này quyên một sùn luôn. Mà chị thấy không, nhất là em bức xúc nhất cái huy chương đồng, cái huy chương vàng của ổng. Hồi nãy anh nói mấy câu kia rất là hay, anh nói là những cái nói mà người ta sắc thối rữa đó chỉ để nói với người ngoài, người dân hay là những cái chú mà đi làm mà giật pháp nhân đồ đó, người ta mới nói ở cái xác nó bị thối rữa mấy ngày nay rồi, thấy không? Chứ còn anh mình chôn ở dưới mã chắc gì anh mình thối rữa chưa mà dám tuyên bố một câu nói anh mình thối rữa. Nếu Sai là lầm. thôi anh thấy bó bậy không anh? Anh ở nhà với mình rồi, còn đây là cái xác xác thối thôi, rữa. được rồi nói câu thân xác nữa chứ Dạ. nói câu chứ mình nặng quá. Thối rữa. Ủa vậy về nhà bà, ủa ta cũng có con cái người ta cháu ngoại người ta về đúng không anh? Ta về nhà con gái người ta cháu ngoại người ta Ở cần gì phải về nhà luật bà? sư Lóc nó bình luận á, nhà từ đường là gì, từ từ ra đường ở hết. Đó
nhà từ đường đó, nhà từ đường, câu nhà từ đường đó. Anh Vũ Linh anh rất là hay. Thí dụ như bây giờ tôi nói ví dụ như là Hồng Loan là con nuôi đi chị, nó vẫn giữ được cái nhà đó, nó vẫn cúng cơm cho ổng được. Là nó không có, nó rất hiền lành, nó không biết mà đánh bài đánh đề. Còn bả là một tay bợm bãi luôn. Nên hình thử giao nhà cho bả không khác nào giao trứng cho ác. Hôm qua bả mới lên, ổng mới lên ổng nói tuần qua cái nằm mơ thấy số 35 á, nhưng mà cũng coi chừng liệu nha. Đánh thì nhìn sao đánh chứ lỡ mai nó ra số 3 53 là đừng có chửi tôi nha. Trời đất ơi. Khỏi đó luôn. Ông móc bả đó. Đó. Nhưng mà em nói chứ hai mẹ con bà này là hết thuốc chữa. Thiệt. Nó làm bộ nó quậy lên, nó quậy lên để nó úp cái tiền phúng điếu thôi. Người ta tính ra bữa nay cũng gần 4 tỷ rồi đó. Úp cái tiền phúng điếu. Làm nó lên cái tiền phúng điếu là mua xe hơi rồi mua. Tiền phúng điếu bữa nay người ta tổng kết là gần 4 tỷ rồi đó. Chị biết sao không? Mà nó báo cáo lên là cái gì sơ kê trên thì nó cứ nó lấy hết chuyện này tới chuyện kia để nó phải lắc cái chuyện nó tiền cũng liếu mấy chục triệu à. Trời đất ơi, giờ người ta nói chứ ông Vũ Linh ổng khai miệng cha Sài Thành á, nói nghệ sĩ ta đi hoa không có ai đi tiền á, là thằng Lâm Hùng nó nói nó nhờ Quách Tấn Du chuyển cho 50 triệu rồi nó chuyển 10 triệu nữa, tiền nó đâu đó, tiền nó đó, nó cũng đâu đó. Bây giờ đó em nói chị, càng ngày lòi ra đủ thứ chuyện, rồi đã đủ thứ chuyện. Nó quậy tùm xin vậy đó để mà nó hả che cái vụ tiền phúng điếu phải sao kê. Còn lên chị ơi, em hỏi chị nè, năm nay chị bao nhiêu tuổi, em bao nhiêu tuổi, anh bao nhiêu tuổi, mà có thai thấy ai mà cúng mà lặt con gà bật ngửa lên không cúng à. Mà cho con gà ngậm cái bông nữa chị thấy có vấn đề chưa? Tụi YouTube này nó mới sợ, nó đem nó bỏ là nó cũng nghĩa luôn. Nói vậy đó bà Trang Gina, bà cũng nói đó. Dạ. Là người ta nói á là thôi đừng có ăn, cột lại bỏ vô cái bịch lông để đó, ai thích thì thỉnh. Dạ. Cái lòng tụi nó không thích, nó không ăn thì thôi kệ nó, nó không sao đâu. Đúng. Bà chửi, bà nói đem bỏ thùng rác, thùng rác chỗ nào. Nè. Quay video đó lên chị, đi. Bây giờ sợ Vũ ăn không được thì thôi. Dạ. Mai mốt mình mua nhang đèn, bia đó, thuốc lá mình đốt cho anh mình đi. Là cũng phải lòng cần gì phải cúng gà, cúng vịt. Mà em nói 10 người nó cúng bao nhiêu cúng cô hồn vậy đó. Ông bánh xèo ở đây ở đó là bị bể hết giờ buồn về nhà khác rồi, không còn ở đó nữa, người ta cũng sợ không còn ở biển trái nữa, giờ đi rồi. Con người mình sống ma ma phật phật quá người ta thấy người ta sợ anh, đúng không? Sống mà ma ma phật phật quá người ta thấy người ta sợ đó. Thì quý vị khán giả cũng đã nghe về một số những cái cô chú hôm nay đến viếng mộ của chú Vũ Linh, cũng nói về cái vụ mà cô Sáu và bà Lành Trình Bồn lên đó nói á. Thì không biết là cô chú anh chị nghĩ sao về những vấn đề này, thì hãy để lại cái phần bình luận phía bên dưới để có thể trao đổi cùng Tiến Vlog cũng giống như tất cả quý vị khán giả đang xem trên kênh. Một lần nữa cũng xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị.